Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và đốt lửa kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng Giê-dô can thánh tông đồ, thì rồi chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi Giê-dô chúng con làm những việc lành. Vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa con. Con tin thật có một Đức Chúa Trời là đấng thương phán vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống hề làm người. Chịu nàng chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hồi thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho hồi thánh. Amen. Lạy Chúa con. Con trông cây vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau đang lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hương phước đời đời. Vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai đắng. Amen. Lạy Chúa con. Con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lạy vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, người ta đem những trẻ nhỏ đến cho Chúa Giêsu để người đặt tay và cầu nguyện cho chúng.
các môn đệ liền quở trách chúng. Nhưng Chúa Giêsu bảo: Hãy để các trẻ nhỏ và đừng ngăn cấm chúng đến với ta, vì nước trời là của những người giống như chúng. Sau khi người đặt tay trên chúng thì người đi khỏi nơi đó. Cha mẹ các trẻ nhỏ quan tâm đến con của mình, cho nên đưa các cháu đến với Chúa Giêsu để người đặt tay và cầu nguyện. Các tông đồ quan tâm đến Chúa Giêsu, cho nên chúng ta lưu tâm là các tông đồ mắng các trẻ nhỏ. Không thấy nói là mắng cha mẹ các trẻ, nhưng mà lại mắng các trẻ. Chắc là cha mẹ các trẻ buồn lắm. Và Chúa Giêsu thì quan tâm đến cả các môn đệ lẫn các trẻ nhỏ, cho nên nói với các môn đệ của mình: đừng có đuổi nó đi, hãy để các trẻ nhỏ đến với Thầy. Vì chúng ta biết rất là rõ, các trẻ em ngay từ tuổi nhỏ được quan tâm một cách đúng mực, được yêu thương, được dạy dỗ một cách có nguyên tắc, thì lớn lên các em sẽ vững vàng, có bản lãnh và thực sự là con người có ích cho gia đình, cho xã hội, cho giáo hội. Nhưng Chúa Giêsu không chỉ nhấn mạnh chuyện đó đâu, mà Ngài nói rằng vì nước trời là của những người giống như vậy đó. Hãy nhìn các trẻ nhỏ, nếu ai trở nên như trẻ nhỏ thì sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Qua bài tin mừng ngắn ngủi, chúng ta học được chuyện quan tâm đến người khác. Nhưng lưu ý một điểm là nhiều khi mình quan tâm có một chiều mà quên mất rằng có thể làm phiền người khác. Cứ nghĩ lại cái cuộc sống riêng của mình thôi. Nhiều khi mình quan tâm đến người khác đó, mà ai ngờ đâu cái người bên cạnh không vui. Rồi điểm thứ hai mà chúng ta có thể nghĩ được là thực sự đối với lại con em của mình, đối với những người chung quanh của mình, tôi đã quan tâm đúng mức chưa? Đã quan tâm được đẹp lòng, không phải chỉ có vui lòng tôi mà còn đẹp lòng người khác nữa, nhất là đẹp lòng Chúa chứ. Những câu hỏi nho nhỏ nhưng mà luôn luôn ở trong cuộc đời của mỗi một người Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa đang hiện diện trong bí tích thánh thể. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và con luôn khát khao được rước Chúa ngự vào lòng con. Song bây giờ con chẳng thể rước mình thánh Chúa, thì ít nữa xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Ngay khi Chúa đến, con giữ chân Chúa và toàn thể con người con kết hiệp với Chúa. Xin đừng bao giờ để con phải xa lìa Chúa. Amen.
con muốn được hòa tan trong biển tình của Đấng toàn năng. Vì cuộc đời con là giọt nước long lanh bé nhỏ giữa đại dương, chỉ mơ ước rằng cuộc đời con tan biến trong tình cha. Dưới nước ân tình tươi chân hòa để đời nở hoa, cuộc đời con ước mong là bài ca cảm tạ, là nụ hoa nơi bàn thờ Chúa tỏ ra hương thơm. Cuộc đời con luôn ước mong chỉ là sớm nên mai thì Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con đang hợp nhau cầu nguyện. Tha thiết này xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, là vì lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ máu của mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái bao la, mẹ là hòm bia giao ước giữa Thiên Chúa với nhân loại, mẹ chứng từng lòng Chúa xót thương dưới chân thập giá, mẹ liệt thông cùng con số yêu đứng giàu lòng xót thương đứng cứu độ thế nhân. Cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng,
Chẳng bố con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con đang làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho ngôi hài xuống thế làm người. Chuộc tôi chịu chết trên cây thánh giá vì con, lại cho con đằng đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép hồi thánh nữa, và đã cho phần xa con qua liêm hôm nay đằng mỗi sư lành, lại cứu lấy con kéo phải chết tươi ăn năn tôi chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cảm ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa con cùng cảm ơn như vậy. Amen. Chúng con trong cây sơn thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiên vinh sang lan, hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy sơn thánh trai tìm Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trai tim cường thánh cực tình trân thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là ban thánh sanh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Chúng con cây vì danh Chúa nhân từ, cho các đặng linh hồn đặng lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lang vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.